Thưa quý vị, thì hiện giờ Châu Phú đang tại cái nơi mà tiên cô tu hành đà đã thành tiên bay về trời đó quý vị. Thì Châu Phú xin mời quý vị đi cùng Châu Phú ở đây nghe anh Trí tâm sự nha quý vị. Ở đây hiện nay thì Đức Dũng đang ngồi trên một cái tảng đá của miếu địa mẫu, thì cái Dũng nhìn xuống rồi để quay cho vị xem nha. Xanh quanh miếu của mẹ nè, là hoa mai nở. Bữa nay hoa mai, mai núi đó, ở mai núi đó, mai của cánh tiên, mai của trên đó. Mai hết biết không? Ủa ta, đẹp dữ vậy ta. Hết biết đẹp không? Đây là những cái mai mà Dũng dưới trên này, giờ quay xuống cho vị xem nè. Ngay trên mùa xuân. Biết đây, sẵn đây mình nhìn lên mình thấy anh chưa giới anh. Đó, chưa giới đó. Được. Rồi, đó. Thì ra là anh Tư anh nằm ở kế bên mẹ nha. Kế bên mẹ phò phò mẹ. Xưa là mấy hàng ngang rồi vị đại này hả? Vị đạp hai ba dính hai bàn chân vô thành đá. Cái tảng đá rất là hoài nhiễm ha. Vị trang như là cái ổng luôn không? Đó, mình bỏ là cái gì không? Đó. Con có hai cái động hai bên nhìn thấy cưng ha. Bữa nay hết biết đẹp ha cảnh. Quá đẹp phải vì quá đẹp. Khung cảnh thiên nhiên nè. Ngay chân mùa xuân nở đẹp hết biết. Mai núi không nha, mai này là mai không có trồng cái gì. Đó. Rồi. Một cây mai như này có thể là tuổi thọ rất lâu không chị ha? Đúng rồi, lâu lắm, tuổi thọ nó sống hoài vậy đó, nó trên đá mà nó sống hoài, nó trên đá gì không đó mà nó. Chị sẽ dẫn Tiến Dũng đi tham quan tiếp tục về bên anh nói thiền Bát Nhã cái gì động tiên mà. Đi bây giờ mình đi qua thiền Bát Nhã ha. Thiền Bát Nhã với sân tiên. Sân tiên. Lưu Bồng rồi đó. Để qua một hướng một ba chỗ. Ok, ok. Đây ha. Đây, đây, để lên ấy mang đôi dép. Đây. Chị thấy không? Tiến Dũng sẽ quay gần lại không chưa cho bị xem hình mặt nữa nha. Đó, đây là đứng cái dép thôi. Đó, thì thấy có nhận ra ông Trừ không? Anh Dũng anh phái ông Trừ nghe quý vị. Ê anh, hả? Cái hình là tối em gửi cho anh y gan ông Năm Chèo luôn đó, y gan luôn đó. Ghép vô. Ủa cái đó ghép sao? Ờ, mỏm đá cái đầu Năm Chèo nó ghép vô mà. À vậy hả? Tức là nó lấy cái hình cái xấu nó ghép cái đầu vô. À vậy. Chứ đâu phải là hình ngoài gì khác. Tưởng hình đi gan vậy chứ. Chứ bắt mắt bởi là mình ảnh á. Hình ảnh bắt mắt người ta cũng chú ý ta xem phải không? Ờ cái thuyền Bát Nhã này là khác cái bên ảnh tượng hả anh Trí? Dạ đúng rồi. Cái tượng thuyền Bát Nhã này là cái tên chánh của cái núi này. À. Là có nghĩa là ở cái núi này á là nó có nhiều điểm lắm, cũng như ở cung đường là cái cửa mình để đi để vô. Trước chưa? À, cái cung đường là cái cửa mình để vô cái giống như cái cảnh quan thiên đường vậy đó. Yeah. Cái ngôi miếu Phụng Hoàng Sang là cái cảnh tiên, là cái cảnh của mẹ, là cái cảnh vui. Còn cái đảnh thượng á là cái cảnh là của Phật, cái cảnh nó thanh tịnh mà nó buồn. Có nghĩa là mình lên mỗi cái cảnh là cái cảnh quan nó tạo cái cảm giác con người mình nó khác biệt với nhau hết. Bên cảnh vui mà bên cảnh nó thanh tịnh buồn. Thì nó thanh tịnh, nó trang. Đúng rồi. Trầm lặng hơn đúng không? Trầm lặng. Bên đây vui cảnh đẹp đó, đúng rồi dạ đó. Còn ở bên thiền Bát Nhã, thiền Bát Nhã là một cái tên hồi xưa tới giờ. Dạ đúng rồi, dạ đúng, chân tiên. Phải, tôi dạ đúng rồi, tôi ngủ ngay chân cái chỗ cái võng á buổi trưa đó ha. Là nghe mẹ ca đầu tiên ca là vui dữ lắm mà mình ngủ mới nghe nha. Rồi lâu lâu á nghe cái tiếng gầm á gống từ trong đá vang cái lỗ tai, gầm với hổ gì ra vậy nghe vang lỗ tai. Vậy là không lẽ anh bữa nay anh được thăm nghỉ sao anh Trí? Cái ngủ mới thấy à, ngủ mới nghe. À, ngủ trưa là mới nghe được à. Mình có nghĩa là cái hồn mình lúc đó mình mới nghe được. Dạ thợ bữa nay thợ cũng làm hay nhiệm màu ha. Bữa nay làm cái bồn nó lên đó. Rồi một lát đây cái lên chảnh lấy đất chuẩn bị sẵn luôn ha. Làm đó xong đi cái tranh thủ. Không à, cái thuyền Bát Nhã là bên đây ạ. Cái thuyền Bát Nhã là mới đúng cái thuyền Bát Nhã, còn cái đó là cái tượng đá ấy thì thôi chứ không phải thuyền Bát Nhã. Đúng cái thùng thuyền Bát Nhã là nó lớn dữ lắm vậy ha. Mà nó bữa nay nó lâu năm nó tu á là hình là con cá voi, cá voi. Cái thuyền Bát Nhã nó có nghĩa là lâu năm nó tu á, bữa nay lộ ra hình là cái chiếc thuyền nhưng mà nó lộ ra cá voi. Cá voi đây nè, đây lộng đường nghe quý vị.
sớm thì đăng ký là vừa được thưởng thức cái khung cảnh trên vừa tập dục cũng vậy. Bây giờ cũng coi như là mình chuẩn bị đi tập dục đi. Qua này coi như là mình giống như đi tập thể dục á. Dạ. Dạ. Có nghĩa là khách hàng người ta đông quá đó, người ta điện có nghĩa là chưa được một giây nữa. À. Mình đang nghe là cái người khác đã đi cầm điện thoại tới, là có người tới lướt qua được luôn đó. Vậy là qua Tết anh mới giao thuốc được đúng không? Dạ, tại vì làm bằng thủ công á, không có máy đó. À. Không có máy ra viên đó, cho nên đó là làm viên bằng tay không mà làm đâu có kịp cho khách hàng. À. Lượng khách bữa nay đông quá. À. Cho nên làm không kịp. Nhưng mà từ đây cái Tết là mình đâu có giao được hả? Từ đây tức có nghĩa là đi được bưu điện á, là bưu điện nó nghỉ 3 bữa nay rồi. Ừ. Là không có gửi hàng nữa. À. Có nghĩa là không nhận hàng nữa. Mùng mấy mới gửi được? Là lối cái khi nào coi cái bưu điện nó mở. Cái đá này là ở đây là hồi xưa người ta đục bởi nó. Ừ. Bởi dăm dăm ra hết nè. Hồi à, xưa ta làm cái gì không biết. Ừ. Cái bên đây là cái sân tiên nè. Sân tiên lên đây là cái sân tiên hùng vĩ ở đây nè. Lộng lẫy này. Sân tiên hùng vĩ hả? Dạ, sân tiên. Mời quý vị theo xem cái sân tiên hùng vĩ nha quý vị. Này sân tiên nằm trên đây. Mà đặc biệt cái sân tiên này á là nó có một cái con đường lên duy nhất kìa, là cái cục đá mà tự nhiên trẻ ra để dạ. Cho mình đi lên, có đường đi lên, nó đặc biệt cái đó. À. Đặc biệt không? Vậy hả? Coi như là cục đá quá to. Mà thiên mà tạo. Tạo một cái con đường để cho mình vừa đủ đi vô thôi. Vừa đủ đi vô. Hay ha. Mà hay cái mình mập cái nào cũng vô được nha. Vậy sao? Nhưng mà thí dụ mà mập quá là mình thí dụ mình vô kẹt cái gì đó là mình phải giái. À, mình giái mình mới đi gọn ơ. Dạ. Nó hay chỗ đó. À, bây giờ thí dụ sẽ đi cùng với anh Tiến. Anh Tiến bắt đầu trong cái này. Đây. Cầm phải anh Giang cho nha. Đây, bây giờ thí dụ sẽ đi vào bên trong. Cái này thiên tạo với ai làm được ha. Cũng không mập mà cũng không. Cho nên là đi từ đi thông thả vô nha quý vị, hả? Dễ dàng hơn những cái anh chị mà to nha. Đây, chúng ta sẽ đi vào. Thằng Châu Phú mập này không biết đi vô lọt không các quý vị. À. À, đúng là một cái thiên nhiên tạo, tự nhiên một tảng đá rất là to mà lại chừa một cái đường đi như thế này, đều phải nói là một sự màu nhiệm của núi rừng. Đó, thì thấy không? Đi vào. À, có hôm nay có một chú phèn để dẫn đường cho Dũng đi lên con lên phèn ơi, lên phèn không nghe kìa, lên đây lên con lên. Nùng đít nó lên rồi chúng ta sẽ đi lên sân tiên để xem thuyền Bát Nhã nha vị ơi. Ủa thì thuyền Bát Nhã nằm trên sân tiên sao anh? À vậy hả, lên phèn, lên con phèn chạy lên. Nhảy lên con. Khoảng nhảy lên không nổi rồi. À vậy không được hả? Đây con đi ra con. Ừ. Rồi tránh đường cho chú Phú đi lên. Rồi đi. Đi về rồi. Anh lên tới đó được anh thắng rồi. Thưa quý vị, đây là một cái điều thật là quyền diệu nha quý vị. Ok em. Thì Châu Phú đang đi lên trên sân tiên. Có cái đường đi lên đó quý vị. À, có chút xíu vậy đó. Người mập cỡ nào đi vô cũng lọt nha quý vị. Giờ lên thang nha. Đây, gọi lên. Cho đây là sẽ trèo lên chiếc thang nè quý vị. Đây. Đây là cái sân tiên. Đây, chỉ giới thiệu quý vị. Động lẫy. Động lẫy. Bên đó là đánh thượng đó. Bên đỉnh bên đó là đánh thượng đó. Còn cái bên kia là động Thủy Liên là nằm bên đó. Động Thủy Liên nằm bên đó hả? Nó bên đó. Ừ. Còn một lát mình xuống thuyền Bát Nhã là kế bên. Vậy mình đi vòng qua đó. Đây là sân tiên, thấy Dũng đi sân tiên. Quay xung quanh. Sân tiên lộng lẫy không? Sân tiên. Quá rộng rãi anh chứ ha. Ừ. Cái đây mình thấy không? Đó đó đồi, bên đó đồi, bên đó đồi. Còn phía bên kia đó
là nhiều ấy, là giống như ở trên mà chùm xuống đó, nguyên một cái hoa sen đó, dạ. Nhiều cánh. À vậy ha. Ừ. Anh Chí. Dạ. Bóng đá này anh Chí cảm nhận thế nào? Đứng góc bên đây nhìn qua nè. Đứng góc bên đây nhìn qua thì thấy cũng hơi giống vậy đó. Cái mỏ cái đầu cũng vậy đó. Cái này là cái tượng của chim cách cục á. Đúng không? Chim cách cục nó ngồi á. Ừ. Đây thì Dũng quay như là nhìn thấy nè. Chim cánh cục. Giống như là cái mỏ chim cánh cục bên đầu bên kia hả? Ừ. Nếu chim cánh cục nó hướng mỏ vào đó anh. Ừ. Nếu mà quay thẳng vậy nè là y gan như cái này, y gan như cái mão nón nè. À. Còn cái này y nè, anh nhìn trong hình nè, nè thấy không, y gan như cái mặt nè anh Dũng. Ừ. Nè cái này y gan như cái đó là nguyên cái dắt đó, là cái bộ cánh nó xệ xuống, còn cái mỏ đưa đó. Con mắt đó. Chim cánh cục ngồi hướng đó. cái diện ha. Ừ. Là cánh đó. Là cánh xệ xuống nè. Nguyên cái này nè, xệ xuống. Đây Dũng đứng nghiêng bên đây nè, mình nhìn thấy giống hơn. Rồi, quý vị sẽ đi theo anh Chí tiếp tục. Đây, tiếp nha. Đây là sân tiên nha quý vị. Đây là sân tiên. Sân tiên. Nguyên đá to trên này ha. Rồi, qua đây chúng ta sẽ đi xem tiếp tục. Cũng chung một cái sân tiên kia nữa. À, trên này là bóng mát anh chứ ha. Ừ, ông Tâm Tạng hồi bữa là một bên đó mình quay qua là ông nằm dách này nè. Dách này bữa nay bị phứt rồi. Chỗ này bị phứt cây rồi. Ừ. Nằm hướng đó đó. Còn ông Voi là mình đứng ở dưới ngay chân cái ngã ba đầu lậu đó. Mình quay lên là cái ông Tượng là ông lớn nhất. Ừ. Dạ. Cả núi này là ông lớn nhất. Ông đó là ông giống những hò ông Tâm Tạng vậy đó. Dạ. Cái bên Tâm Tạng. À, từ dưới ngã ba nhìn lên hả? Ở dưới ngay chân ngã ba đầu lộ đó, mình quay lên, mình dòm lên là thấy sát bên. Còn bây giờ mình đi, đó, đi. Quay xong cái mình đi vòng ở đây qua Thiền Bát Nhã nè. Đi. Thiền Bát Nhã đó không? Đây quay xuống có cái miếu thờ đó. À, dưới đó vàng nè. Vàng đó. À. Đó là Thiền Bát Nhã nha quý vị. Phú, xin mời quý vị đồng hành cùng trên đời Châu và anh Tuấn Dũng và anh Chí đi qua cái Thiền Bát Nhã nha quý vị. Nè quý vị, thì anh Tấn Dũng đang tụt xuống cái đường đi xuống Thiền Bát Nhã nha quý vị, từ trên sân tiên đi xuống vậy đó quý vị. Cuộc hành trình đi tới Thiền Bát Nhã nha mọi người. Mấy anh em của Châu đi thấy hành trình gian nan như đó quý vị, thì mong quý vị xem cái video này, đăng ký ủng hộ cho Châu để có cái động lực để làm những video hay hơn quý vị. Cái cục đá bự vậy mà nứt làm hai, mà làm sao mà mình làm được? Không bao giờ mình làm được. Dạ. Chỉ có thiên tạo thôi. Đúng rồi. Bác chưa ở tiền giang nhưng mà đây là con đường đi qua Thiền Bát Nhã nha mọi người. Rồi, hành trình tiếp theo là anh Quý sẽ dẫn cái Dũng. Rồi, hành trình tiếp theo thì anh Quý sẽ dẫn cái Dũng đến xem Thiền Bát Nhã trên này. Đây có miếng thờ ha. Sắp tới Thiền Bát Nhã nha quý vị. Đâu? Đầu tiên là vị nào? Đầu tiên vị nào chứ? Đây, đây quý nè. Đâu? Chính là trang này mới thấy được. Ừ.
Đứng ngang đây thì cũng đã thấy hơi hơi đó. Đứng ngang đây là thấy hơi hơi đó. Mắt là thấy không? Dạ. Mắt sâu luôn rồi. Đó, đứng ngang đây là đã thấy rồi đó nha. Cá phải không? Đó. Mình tướng cá. Ờ à, đúng rồi, hướng này là hướng ông cá giống như cá dồi vậy đó, anh chứ hả? To quá hả? Cá thì cá nhiều đây cá đó nè. Tại vì gần thuyền mà gần thuyền thấy có cá, phải có cá rồi. Coi là coi hai mắt này. Hai mắt cá. Thấy nè. Nó đâu hai mắt nè, đây mắt, đây mắt nè. Ừ. Sâu luôn nè. Rồi, đây nè, thấy không? À... mắt nè, mắt sâu luôn đó. Nè, đây mắt nè. Ừ. Rồi nó có mỏ. Gì hả? Đó cho nên là gần thuyền. Gần thuyền gần biển hả anh chứ hả? Ừ, phải con... có cá rồi. Cá đó. Đó thì thấy không? Đây nha quý vị. Sao mà lỡm như gì luôn hả chứ hả? Tự có. Nhiên luôn hả? Rồi sâu luôn, nó con mắt sâu luôn. Có anh chí có độc không? Không không không, dễ gì. Gì hả? Thiên nhiên ha, tạo quá ha. Đây nè quý vị. Vô. Còn cái này là chiếc thuyền bất ngã mà lâu năm bây giờ lộ ra là hình tướng cá voi hả? Nguyên cá voi lâu năm lộ ra hình tướng cá voi có thấy không? À. Hồi xưa đâu có lộ ra giờ. Mà bây giờ lại lộ ra thấy không? Có mũi thấy không? Để chỉ cho. Đây là chỉ anh, để chỉ này. Cái này là mũi nè. Ừ, ừ. Không, là mũi cá nè. À. Cái miệng nè thấy không? Ừ. Cái miệng nè, thấy được không? À. Đó, đứng xa ra nè. Đứng rồi xa ra mà nhìn thấy đó, nè, thấy. Cái miệng nè, cái này coi, cái miệng là thấy không? Ừ. Thấy chưa? Ừ. Đó, cái này là nguyên cái phần đầu. Phần đầu. Đưa trường qua. Ừ. Đó, còn con mắt cá là nằm trên đó. Hả? Con mắt là nằm đâu? Nè, nguyên... để tôi chỉ cho ha. Ờ, chạy, 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 chạy. Nguyên một cái lõm gì đó hả? Cái này là nguyên cái quần của mắt nè. À. Cái quần mắt, ha. Cái mí mắt đó thấy không? Cái mí mắt đó. Cái này là nguyên cái đầu trường lên. Nó miếng mắt đó thấy không? Ừ. Nó bên đó lộ lộ hơi hơi mắt mí bển á. À. Nó còn nguyên cái này là cái phần đầu. Phần đầu. Còn cái mình phía sau đó. Mình quá to là, ha. Là cái này là mình lên, cái này là mình lên thuyền nè, là lên cái lưng cá voi á. À. Sau này là cái này là qua neo bên. Anh chỉ cái dầu bên. Ngồi giờ lên đây đây, ngồi xuống cái. Đó, quá đẹp luôn ha. Mình thấy cái khung cảnh không? Con mắt đây nè thấy không? Anh Chí đang ngồi trên mắt của một ông cá voi rất là bự. Đây là đúng là thuyền Bát Nhã hồi xưa tới giờ. Ừ. Cái tên hồi xưa tới giờ là đây là thuyền Bát Nhã. Gì có miếu thờ luôn á, thờ cái thuyền này. Đây lại lộ ra hình ông cá voi. Đó, hình luôn cá voi luôn. À. Là mới lộ đây. Hồi xưa là giống chiếc thuyền hơn á anh. Hồi xưa là giống y chiếc thuyền đó. Mà lâu năm giống như ông tu lâu năm đó là không lộ hình cá voi đó. Dạ. Lộ hình cá voi cái mũi nè, lộ sâu nè thấy không? Đời, nó mũi, cái miệng. Cỏ nó là nguyên cái bỏ thấy không? Ừ. Bỏ cá đó. Mắt á, mắt đó, sâu cho nó luôn. Ở trong này là nó miếu. Con miếu thời bị nằm. Đây là thuyền Bát Nhã. Cô cổ miếu. Kì. Đi ra con. Cổ hỉ. Đi ra con, kì kì. Kì kì kì. Kì, ra đây con. Thắp nhang, thắp nhang. Có mẹ không? Quẹ. Có không có thuốc mà không có quẹt. Có mang quẹt theo không? Thắp vào cho bà một nén nhang đi. Không có đem quẹt theo chứ. Thuốc là phải cũng quên đi. Mình xá. Ê có hộp quẹt nè. Có không? Được cháy không thử. Có cháy không? Nếu bà thấy cũng cũ kỹ quá chứ hả? Ờ hư rồi. Cũng phải cần siêu phết lại cho mới làm chiếc năm mới chứ. Nằm bên phần đất của người ta. À. Mình không dám đụng. Gì hả? Ở bên ta. Chúng ta. Bên thằng này là của bên phần đất ta. Hồi xưa là cái phần đất này là đất của chùa. Mà hiện giờ cũng nằm trong đất của chùa hết, nhưng mà có cái ông chú này á, ông như là ông vua tầm dông đó. Dạ. Ông vua tầm dông của chùa. Dạ. Là để là cho ông xài, ông coi ngó ở đây hết. Dạ. Mà ông không ấy thôi. Dạ. Ừ. Dạ, kính thưa quý vị, thì sớm giờ Châu Phú mời quý vị đồng hành cùng Châu Phú, anh Tấn Dũng và anh Chí đi tham quan những linh thú tại Phụng Hoàng Sơn nè quý vị, là núi tượng. Thì tới đây video cũng đã dài quý vị. Thì qua năm mới bước sang, Châu Phú xin chúc quý vị tâm luôn an lạc, gặp nhiều điều may mắn đến với quý vị nhé. Dạ, xin chào tất cả bà con mình ạ. Dạ. Hẹn bà con mình gặp lại clip sau ạ. Chúc bà con mình năm mới nhiều sức khỏe, ấm no hạnh phúc, vạn sự như ý.
giàu sang phú quý ạ. Gì được đó. Dạ, được. Rồi. Rồi, Tiến Dũng xin kính chúc cho tất cả vị luôn luôn dồi sức khỏe nha. Rồi. Ủng hộ cho kênh của Châu Phú nha vị. Dạ, cảm ơn anh. Xin chào. Dạ, em chào. Chúc anh gặp nhiều điều may mắn và được các mạnh thường quân ủng hộ cho anh Tiến Dũng nhiều hơn quý vị. Dạ, xin chào luôn.